Cổng sớm năm, tác giả Võ Hoàng. Mẹ con Sáu sáng nay không thấy mắng chửi ai hết. Bộ hết khách hết khứa rồi, đâm ra buồn chắc. Mấy con điếm cũng không thấy ngồi hàng ba ca vòng cổ nữa. Lúc hai cái xe mười bánh nối đuôi nhau chạy vụt qua, bụi đỏ bốc bùng lên, bên này ngó bên kia không thấy gì hết. Bà mợ Năm lơm khơm bước ra khỏi ngưỡng cửa, nheo hai con mắt lại, quay về hướng chợ, miệng lầm bầm gì đó không nghe rõ. Con Sương đang ngồi trên ghế bố, thõng hai chân xuống đông đưa qua lại, lớn giọng nói vọng ra. Bà mợ ở đó mà ngóng, nó đi chút xíu, nó về chứ mắc mớ gì, thay kệ nó. Nó nói mà con mắt cũng hướng về hướng chợ, thiệt tình thì nó cũng nóng lòng thằng anh. Ở ngoài chợ chắc người ta xôn xao, lộn xộn lắm. Súng lâu lâu nổ đẹt đẹt, hình như có một chuyện gì đó khác hơn mọi hôm. Hồi sáng anh nó, thằng Sùng đi la cà ở đâu, chút chút tọt về, nói đủ thứ chuyện. Nói người ta chen nhau đi đò xuống An Thới, nói mấy người lính cãi lộn với cảnh sát giả chiến ngoài cầu Quan Thuế, nói giặc gần đánh tới chợ rồi. Bà mợ Năm trở vô, gỡ cái khăn trên đầu, đập phạch trên cái ghế sắp, điệu bộ chán ngán. Bà nói với con Sương mà như nói một mình. Ở ngoài lộn xộn lắm, nó đi mua có mấy cái con cá mà mắc cái giống gì mà cả tiếng đồng hồ chưa có thấy gì à. Nói rồi co một chân lên ghế, tiếp tục ngó ra đường. Con Sương từ sau cái hôm bị miễn đạn pháo kích ghim vô ống chân, mổ lấy ra rồi mà vẫn phải ở đâu một chỗ đó. Nó sanh ra bực mình với bất cứ chuyện gì. Thấy bà mợ nãy giờ cào nhào hoài cái chuyện thằng Sùng đi lâu quá không về, nó dài giọng. Ai, bà mợ lo cho nó cái gì mà lo dữ vậy? Bộ nó đi lâu như vậy là nó chết chắc. Mày biết cái giống đách gì? Bà mợ Năm quay qua con Sương. Tao sợ nó nghe người ta rủ ren rồi nhảy lên xe. Đi đâu? Bà mợ nói nó đi đâu? Bà mợ Năm biết mình lỡ lời, quay qua chỗ khác. Bà thấy khó mà giải thích cho con này biết được cái nỗi lo của mình. Hồi lâu bà hỏi. Mày đói bụng chưa? Tao luộc hột vịt mày ăn cơm nghe. Tao cũng muốn ăn cho rồi. Luộc thì luộc, ăn thì ăn, mà còn chờ thằng Sùng về ăn luôn. Bà mợ muốn ăn trước thì ăn. Bà mợ Năm ngồi yên đó, ngó ra đường. Hai dãy tiệm tạp quá, bữa nay chỉ có một gian của chợ Thí là mở cửa, nhưng không thấy ai mua bán gì hết. Chiếc xe lam của ông Thạch Ký cũng đâu mất. Con Sương trường người, kéo cái gối để lên đùi, hỏi nhỏ. Phải giặc đánh gần vô tới chợ rồi không bà mợ? Làm như ai cũng muốn đi khỏi chỗ này hết vậy. Bà mợ Năm không đáp, lờ đãng ngó qua cái cửa sổ bên vách. Bên kia là ổ chứa. Con mẹ Sáu sáng nay không thấy mắng chửi ai hết. Bộ hết khách hết khứa rồi, đâm ra buồn chắc. Mấy con điếm cũng không thấy ngồi hàng ba ca vọng cổ nữa. Tụi này là tụi quỷ, tối ngày sáng đêm nó hiện lên là nó báo cả sớm không ngủ được với nó. Ít bữa là có đánh lộn, ít bữa là có bắn lộn. Ở cái xóm Năm mình có mấy ngày mà chết vì bị đau tim á. Bà mợ Năm bỏ ghế đứng dậy, đi lần về phía bàn thờ. Trời bên ngoài chói chang nắng, mà trong góc nhà tối mò. Bà lôi ra bộ đồ nghề ăn trầu và bưng trở lại ghế. Chưa ngồi yên chỗ mà mắt đã ngó ra đường. Một chiếc xe dép quen thuộc chạy ngược về hướng phi trường. Tài xế vẫn là Hạ Sĩ Đức, đệ tử của tiểu đoàn phó tiểu đoàn 506. Ngang qua cái cổng sớm năm, rõ ràng bà thấy Hạ Sĩ Đức quay đầu ngó vô nhà con mẹ Sáu, lại còn bóp còi hai ba cái. Tự dưng bà thấy ghét cái bản mặt rỗ chằn rỗ chịch của nó. Non nước này mà còn ghẹo còn chọc mấy cái thứ dơ giấy đó.
bà vừa mở nắp giỏ trầu, cúi đầu lay hoay tem, vừa nói với con Sương: "Mày có biết ngày bữa nay là bữa mà lính quốc gia đầu hàng không?" "Vậy hả bà mợ?" "Ông quận đi máy bay trực thăng bay ra biển rồi." "Vậy hả bà mợ?" Bà mợ Năm chép miệng ngồi yên. Những điều bà biết được lúc ghé qua chùa Phước Thiện bổ thuốc, nói lại cho con Sương nghe hết, mà sau nó không mấy ngạc nhiên. Trong một lúc, các ý nghĩ bị kéo dần ra, rồi bị buông nhập lại quá bất ngờ. Bà mợ Năm quên rằng con Sương dẫu gì cũng mới 11, 12 tuổi đầu, nó biết chó gì tới chuyện đổi thay to lớn sắp tới. Trách nó, bực nó làm sao được. "Lát nữa mợ đẩy cái ghế bố tới gần cửa, con ngó coi Việt Cộng nó ra làm sao." Nó có đuôi không bà mợ?" "Bậy, nó cũng giống như mình thôi. Nó bắn mày bị thương đó. Nó bắn bể cây cột đèn trước chùa đó." "Vậy hả bà mợ?" Bà mợ Năm chợt nhớ tới thằng cháu. Không biết lúc này nó đóng ở đâu. Xui xẻo mà đụng trận mấy cái lúc này thì oan mãn lắm. Cả năm rồi không thấy nó dịp phép. Con Sương chợt hỏi: "Rồi cậu ba cũng phải đầu hàng luôn hả bà mợ?" Bà mợ Năm đáp nhẹ: "Cậu ba nói cậu ba đánh giặc hay lắm mà. Cậu ba nói cậu ba ở trên máy bay nhảy xuống rồi mới bắn, phải không bà mợ? Rồi cậu ba đầu hàng là được gì đây, phải không bà mợ?" "Ai biết đâu, mày hỏi nhiều chuyện quá." Có mấy người lính dân vệ quen mặt, không biết đi đường nào mà ba lô súng đạn đầy đủ từ trong con đường mòn đi ngược ra cổng, điệu bộ hấp tấp lắm. Một con điếm nói vọng ra, chói lỗ tai: "Anh ba lành, bữa nay đi ngang mà không ghé sao hè?" Mấy người lính không một người nào ngó vô, cũng không ai đáp lại lời. Bà mợ Năm nghe tiếng con mẹ Sáu lải nhải gì đó với mấy con điếm. Một chút sau, nhạc ở trong radio vọng ra. Người ta ca như hét như la, bà mợ Năm không nghe rõ được câu nào. Một tràng súng liên thanh ở đằng hướng chợ nổ ròn lằn đạn, đi đúng về hướng này, thấp lắm. Bà mợ Năm nghe nóng hừng hực trong lòng ngực, bà bước vội ra cửa. Một người lính dân vệ hấp tấp mở cái dây chạc đầy nhóc băng đạn, đặt nhẹ xuống đất rồi tiếp tục đi. Cạnh đó cũng có một cái ba lô của ai no tròn nằm chỏng gọng. Người ta đi ngang qua liếc con mắt một cái rồi thôi. Bà mở Năm ngó ngược về phía phi trường, có một vết bụi bốc lên chạy dọc theo con đường đất đỏ từ trong nùng ra, chắc xe nhà binh. Bà đứng như vậy thật lâu, cho tới khi chiếc xe nhà binh chạy vụt qua. Trên xe đầy nhóc lính, những cái khăn quàng màu xanh dương bay phấp phới. Người đông như vậy mà ai cũng im lặng. Còn điếm tóc bôm bê thường ngày hay mặc áo ba ba đỏ, bữa nay mặc cái áo cánh sát nách, ngó bâng quơ ra đường. Bà mợ Năm chợt ngó thấy hịt mũi, bỏ bộ định đi vô nhà. Có tiếng con mẹ Sáu: "Cái này của ai đây gắm? Biết đâu, chắc mấy ông dân vệ hồi nãy." Bà mợ Năm ngó qua, con mẹ Sáu đang cúi người hì hụp lôi cái ba lô đầy nhóc vô một góc cổng. Với điều bộ cẩn thận, con mẹ nhắc cái dây ba chạc lên, chậm chậm mang nó đặt cạnh cái ba lô. Hai trái lựu đạn hai bên móc gài đồng đưa, thấy mà ớn. Lại thêm một con điếm nữa ở trong ra, đứng lại một lúc rồi cùng với con mẹ Sáu băng qua đường. Sẩn vô tiệm chệt hí, vừa đi vừa ngã ngớn.
Bà Mợ Năm lại ngóng về hướng chợ. Thằng Sùng á, nó đi đâu mà kỳ cục quá, biết người ta trông ngóng mà không về sớm. Có tiếng đàn ông gần lắm. Bữa nay lính mình bỏ đồn hết trơn rồi đó nghe bà Năm. Ông Nghiệp hớt tóc dạo, đặt cái hộp đồ nghề xuống, đưa tay quệt mồ hôi mặt, rồi lần túi áo móc thuốc hút. Bà Mợ Năm quay lại. Ủa chú Tư. Rồi bà không nói thêm nữa. Bây giờ đã có thêm 5-7 người nữa đứng tụm vô cái bóng mát ở trước cổng, nói chuyện xì xào. Từ hướng phi trường, một hàng lính tiểu đoàn cặp sát lề như chạy trở ra. Người nào cũng có súng. Trong vài phút đồng hồ kể từ khi bà Mợ Năm nhìn rõ mặt được người lính đầu tiên cho tới lúc họ đi ngang qua cổng, đầu óc bà miên man không rõ được là mình đang nghĩ tới cái gì. Ừ, lính mình bỏ đồn thiệt. Chứ tôi nói với bà Năm sao? Tổng thống kêu lính mình không được bắn mà. Bà Mợ Năm nhướng mắt nhìn Tư Nghiệp, giọng nhỏ lại. Ở đâu cũng vậy hết sao chú Tư? Ở đâu cũng vậy. Hàng lính mỗi lúc mỗi nhiều thêm, 2-3 tốp gặp nhau ở gần phi trường rồi kéo ngang qua đây, ngõ duy nhất tuôn ra biển. Mang bảng xanh là ấp Nùng ra, bảng vàng trên đồi trọc, bảng xanh lá ở tiểu đoàn, bảng đỏ ở gành gió. Mặt trời dần xế chiều rồi, không biết lệnh lạc ra làm sao mà lính tới giờ này mới chịu bỏ đồn. Chứ ông quận thì đi hồi sáng sớm. Ở ngoài đầu cồn có nhiều loại súng thi nhau nổ, đụng nhau không chừng. Hàng lính còn dài quá. Bà Mợ Năm chưa muốn trở vô nhà, bà lách người bước hẳn ra đường, ngó cho trọn. Thiệt là kỳ, hồi nào tới giờ có khi nào bà cảm thấy cái thị trấn nhỏ này nó lớn ra làm sao đâu. Tự nhiên hôm nay bà biết rõ từng chút những khoảng rừng thưa, những khoảng đồng tranh vào vòng thị trấn. Giờ này còn ai dám hẻo lánh tới con rạch chạy vòng chân núi chùa ông Phụng. Ba bốn chỗ bỏ hết kéo ngang qua đây. Cuộc sống đối với bà Năm lúc này rõ ràng mỗi lúc một nhỏ tóp lại. Làm sao bây giờ? Bà Mợ Năm ngó qua hết thảy mọi người chung quanh, có vài người quay lại nhưng không ai nói gì. Đông mà yên lặng như vậy chứ không phải chơi đâu. Cái cổng xóm Năm, người ta đứng lan ra tới ngoài nắng. Vài người lính nhìn thấy con mẹ Sáu đi xà vô, lời qua tiếng lại vẫn với vẻ hối hả. Một anh đeo bản vàng nói ông ổng. Má Sáu, cho tụi này ít gói thuốc coi, được không? Xả láng với nhau cứu chót đi. Rồi 2-3 người phụ theo. Hàng lính tự dưng sùm lên. Chơi cho đẹp đi. Có con nữa nghe má Sáu. Con nữa. Bà Mợ Năm quay qua Tư Nghiệp. Hết ai rồi mà mấy ông nhè con mẹ lũng đó mà sinh. Mắt tức cười á. Ừ, mấy ông cũng nói chơi mà. Bên kia đường đối diện với cổng xóm Năm, con mẹ Sáu bắt đầu lên tiếng. Trong đám hỗn loạn, tiếng con mẹ nghe lồng lộn. Có thêm 2-3 con điếm nữa, chút xíu chạy vô tiệm chệt hí rồi mang ra đủ loại thuốc hút, mì gói, bánh ú. Đứa nào muốn bánh ú thì có nghe. Thằng Thành đây, tao biết mày khoái thuốc bá tô xanh, tao gửi ít gói cho thằng Bệt. Nó đâu rồi? Hộp quẹt hả? Giờ chút xíu mày lấy cái hộp quẹt đó chưa vậy gắm? Cái con quỷ cái này. Hàng lính ngang qua cổng, ít ai không dừng lại. Bà Mợ Năm cảm thấy có một chút gì đó gượng gạo trong thái độ của những người lính, rồi thêm cái giọng nói thảnh thót của con mẹ Sáu, cùng với cái cảnh hỗn tạp mà xót xa quá cho tất cả những người hiện diện. Đầu óc như quay cuồng, bà nói với Tư Nghiệp. Lính mình bỏ đồn hết rồi. Thấy Mợ Năm bước vô nhà, con Sương đang nằm bật dậy. Thằng Sùng về chưa bà Mợ?
chưa? Mẹ, kệ bà nó. Bà mợ biết nó ở đâu không? Đừng có hỏi lãng đãng, tao nói kệ bà nó. Có thêm mấy lọ súng nổ ở phía chợ cá. Lần này thì đạn bay về hướng khác rồi chắc. Không nghe tiếng rít. Bà mợ Năm kéo cái ghế xếp tới gần cửa nhà, ngồi quay lưng vô, ngó ra ngoài. Lúc này chỉ còn lưa thưa vài người lính mang bản đỏ đi thật nhanh ngang nhà. Người ta vẫn đứng đầy ở khoảng đất cát trước cổng. Tiếng con mẹ Sáu bên kia: thằng nào một mình ên ở tuốt đằng kia kìa, giống như là thằng Canh, nó nằm bệnh viện mà, rồi về đồn hồi nào vậy? Một người lính trả lời lý nhí mấy tiếng xong hối hả đi. Mẹ Sáu quậy qua con gắm: mày lấy thêm mấy gói thuốc đưa thằng Canh, tội nghiệp mấy thằng này lắm, nó biết điều. Bà mợ Năm nheo con mắt nhìn bên kia đường, bóng dáng con gắm xen vô rồi mất hút trong đám người đứng trên tiệm chợ thí. Bà quay về hướng phi trường. Người lính có lẽ là người lính cuối cùng bệnh hoạn chậm chậm bước, trên người không mang theo gì ngoài cái khẩu súng cầm tay. Bà im lặng thở nhẹ nhẹ. Bà chợt phát giác ở bên kia đường, cả một khoảng đường ở cổng xóm Năm, ai cũng im lặng. Bà mợ Năm giữ mãi cái thế ngồi đó, miệng cũng không thôi nhai chầu. Bà không ngó người lính mà ngó xuống vệt nắng lúc đó đã xế ra tới giữa đường, như một lằn ranh giữa cái còn và cái mất. Người lính từ từ đi qua khỏi nhà bà mợ Năm. Cuộc sống từ từ đi qua khỏi nhà mợ Năm, khỏi cổng xóm Năm, sau khi ngừng lại một chút ở chỗ con mẹ Sáu.